cho mình hai bạn ơi. Xích vô một chút, nhóm này xích vô một chút. Để bên kia dồn xích qua đây nè. Anh Tông ơi, cô xích xích xích. Rồi, đợi đó. Nhóm mình thì sẽ chạy từ 6:30 trở về nha. Ví dụ như ai theo được 6:30 theo, còn không thì mình cứ chạy theo sức của mình. Chạy thả là không biết sao mà mình chạy được 5 cây liên tục. Đó. Rồi, bắt đầu chạy luôn nha mọi người. Chào.